Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng mùng 1 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, luật sư, nhà báo và luật sư Trần Văn Sĩ, 66 tuổi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân gần 8 giờ sáng, hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ được dẫn giải tới tòa. Các lực lượng nhanh chóng đưa hai bị cáo vào phòng chờ xét xử. Bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng chồng là Huỳnh Uy Dũng, cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trước phiên xử, cả bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cùng có đơn xin vắng mặt. Hội đồng xét xử do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, bà Lê Thị Thanh là thẩm phán dự khuyết đại diện cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa là ba kiểm sát viên Nguyễn Quang Duyệt, Trần Quang Trung và Trương Thế Bằng. Các luật sư Đỗ Doãn Đại, Ngô Huỳnh Phương Thảo bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Hàn Ni. Các luật sư Nguyễn Thái Quỳnh Trâm, Nguyễn Tuyết Nhung, Trương Ngọc Sơn và Trần Văn Độ cùng bào chữa cho bị cáo Trần Văn Sĩ. Thời điểm trước phiên tòa này đã có những tranh cãi về tội danh các cơ quan tố tụng cuối cùng thống nhất vụ hai bị cáo Hàn Ni, Trần Văn Sĩ chỉ phạm một tội danh và nay tòa án chỉ xử một tội. Viện Kiểm sát trong cáo trạng đã chốt khi truy tố một tội danh với lập luận rằng kết quả điều tra xác định Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, vi phạm các điểm A, B khoản 3 điều 16, điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng năm 2018 đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cũng theo Viện Kiểm sát, hành vi này chỉ xử lý về một tội danh, do Hàn Ni, Trần Văn Sĩ đã bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự nên không có căn cứ để xem xét, xử lý thêm về các tội làm nhục người khác và vu khống quy định tại Điều 155 và Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng công bố tại phiên tòa cho biết, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube LS Trần Văn Sĩ, còn bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội, có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội, các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Ông Trần Văn Sĩ đã đưa ra nội dung có thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Hai bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Đại Nam cùng quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bồi thường.